nam chính của chúng ta đang mơ thấy cảnh bản thân đang chìm xuống một nơi sâu thẳm vô định. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cầu cứu mà tỉnh giấc. Để rồi cậu nhận ra bản thân đang ở trong một nhà ngục còn ở lỗ trên tường gần đó là một cô gái đang kêu cứu cậu. Cô cho cậu biết về bức tường gai đang sắp tiến đến chỗ họ, cứ một lúc là nó sẽ di chuyển đến gần hơn một khoảng. Cậu cố phá cửa sổ thoát ra thì nó quá cứng, cửa chính thì chỉ mở được từ bên ngoài. Cậu nghĩ cô gái kia là người nhốt cậu nên nhìn qua la lối thì nhận ra cô cũng là người bị hại. Cậu nhận thấy bên cô có một cái dùi và bảo cô lấy mà phá cửa sổ thoát ra nhưng bên cô không có cửa sổ nên cậu muốn xin cây rìu để thoát ra rồi đến cứu cô cô bắt cậu thề độc hoặc không thì cả cùng chết cậu quyết định nghe theo và thề tôi ninh viễn thề sẽ không bỏ cô lại đây mà chạy trốn một mình nếu không cậu sẽ chết không toàn thây thề xong thì cô mới đưa cậu chiếc rìu nhưng lỗ đấy bị kẹt và không vừa để đưa rìu qua cô đã lấy rìu thử chặt cho lỗ rộng ra để rồi nhận được sự thật phũ phàng rằng đây là đá hoa cương siêu cứng cô gái sau đó bất lực ngồi khóc còn ninh viễn thì bảo cô yên lặng chút để cậu tìm cách nhưng cô than vãn về việc bản thân còn chưa biết mùi nụ hôn đầu là gì cô chỉ mới ngủ một tí trên tàu điện mà khi tỉnh dậy đã nằm trên cái giường sắt này rồi nghe việc bên kia có giường sắt thì ninh viễn đã nhờ cô lấy một cái chân giường đưa qua cho cậu để cậu cậy cửa sổ ra rồi cứu cô thông qua nóc nhà bằng gỗ mục kia cô đành tin cậu và đưa chân giường sang cậu ra sức cậy cửa sổ ra và thành công trèo ra kịp trước khi tường gai đi qua và chặn mất cửa sổ ta biết được cô gái này là tô cẩn cô từng cùng nhóm bạn đi thám hiểm trên núi một người sơ ý bị té khi hái hoa thì được cô giúp băng bó vết thương cô là con gái của một thầy thuốc đông y xuất sắc nên mấy cái về đông y cô đều đã được học qua hết đột nhiên hai người bạn kia đến gọi cô để thông báo việc đường xuống núi ban đầu của họ đã bị chặn nên giờ họ có hai lựa chọn ngồi lại chờ và không biết bao giờ cho có người đến cứu còn không thì bỏ thanh niên bị thương kia rồi về trước khi đường bị lấp hết hoàn toàn tô cần ban đầu không chịu vì họ không nên bỏ thanh niên kia lại nhưng họ thà bỏ một người lại còn hơn chết hết thanh niên kia nghe được và hiển nhiên là không cao thượng đến mức ở lại chết cho họ sống nhưng hai người kia nói thẳng quan điểm ra luôn thay vì cứ úp úp mở, mở họ sau đó đã để một nửa đồ tiếp tế lại cho tô cẩn và thanh niên kia rồi rời đi cùng lời hứa sẽ báo người đến cứu cả hai nếu thoát được tối đó cô đã giúp thanh niên kia lành chân hơn rồi sau đó bảo cậu ta sớm khỏe để rời khỏi đây luôn thanh niên này đã phải lòng cô nên đã ngỏ lời muốn cô làm bạn gái nếu thoát khỏi đây nhưng cô đã lảng tránh mà rời đi kiếm thảo dược rồi bảo cậu ta không hẳn là gu của cô cô sau đó đi kiếm được kha khá thứ và khi trở về thì phát hiện thanh niên kia đã rời đi mất và để lại lời nhắn cho biết hắn đã ôm hết đồ tiếp tế và bỏ cô lại cô từ đó sinh mối thủ với con trai và nghĩ ninh viễn cũng là người như vậy nhưng cậu đã phá trần để cứu cô như lời thề cô vì quá bất ngờ nên đã ngồi đời một lúc rồi mới chạy đến bám lấy tay của ninh viễn cô sau đó vui mừng ôm lấy ninh viễn vì được cứu cô cũng xin lỗi vì lỡ lời chửi cậu vì nghĩ là bị cậu bỏ lại cô giới thiệu bản thân sau đó hỏi cậu làm nghề gì nhưng cậu thì đang sốc vì không biết nơi này là đâu ninh viễn sau đó nhảy xuống và đỡ lấy tô cần nhưng cô quá nặng khiến cậu bị đè mà nổi nóng Cả hai nhận thấy đây có vẻ là một ngọn hải đăng và gần đó có lối đi xuống nên đã dùng cái chân giường để bật cửa lên mà leo xuống. Đi được một đoạn thì Ninh Viễn nhận thấy cầu thang đã mất một đoạn. Cậu làm liều nhảy xuống và bám được vào thang. Cậu bảo tô cần cứ nhảy xuống và cậu sẽ đỡ. Cậu thành công đỡ được cô nhưng thang vì chịu áp lực lớn mà chật chốt rơi xuống xuống. Ninh Viễn đã lấy thân mình để che chắn cho cô và rồi rơi xuống nước. Cậu sau đó lại bất tỉnh và được tô cần đưa lên mặt nước. Tô cần biết Ninh Viễn đã bị chấn thương do rơi thẳng xuống nước cô sau đó đã kéo cậu lên bờ và quay về dưới ngọn hải đăng để tránh mưa cô nhất quyết không thể để cậu chết và thấy gần đó có một căn phòng nên quyết định kéo ninh viễn đến đó cô lo là có nguy hiểm nhưng giờ đến đó nghỉ ngơi là cách duy nhất cô sau đó kéo ninh viễn đến đó và thấy trong này có vẻ không có ai cô đành dẫn ninh viễn vào trong thì thấy có bóng ai đó trong kia cô đành mò công tắc và bật đèn lên thì đó lại là một cái xác một thanh niên xuất hiện phía sau và lấy dao ra chĩa lên cổ cô hắn hỏi cô đây là đâu và tại sao lại đưa hắn đến đây cô mà nói dối thì Chí dương hắn đây sẽ cho cô thành như cái xác khô kia cô xin được đặt ninh viễn xuống trước hắn sau đó hỏi lại thì cô cũng không biết đây là đâu vì cô vừa cùng ninh viễn kia thoát khỏi ngọn hải đăng và gặp tai nạn khi đi xuống thanh niên sau đó quyết định hỏi ninh viễn và cấm cô chõ miệng vào nếu không hắn sẽ đâm một nhát hắn sau đó dẫm tay để đánh thức ninh viễn và hỏi thông tin từ cậu nhưng cậu không hề biết tô cần đây là ai cô bắt bẻ việc cả hai quen nhau nãy giờ thì bị trí dương bắt lỗi và định đâm một cái nhưng hắn đâm vào giữa ngón tay như là cảnh cáo vi phạm lần nữa thì đi một ngón cô sau đó nhìn ninh viễn khóc lóc như một đứa trẻ thì cô đã xin được giải thích cô cho rằng có vẻ chấn thương do rơi từ trên cao xuống mặt nước đã khiến ninh viễn chịu tổn thương mà mất trí nhớ cô giải thích dài quá khiến trí dương hơi bực nhưng hắn vẫn không tin lắm nên cho cô giải thích việc lý do ninh viễn chịu hy sinh thân mình để bảo vệ cô còn không thì hắn cho một dao vào cổ ninh viễn Luyên thuyên về tình yêu xét đánh tào lao thì hắn đâm luôn cô sau đó suy nghĩ và hỏi hắn đã từng có người bạn nào hay chưa và có người bạn mới nào lại sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hắn hay chưa lời này đã thuyết phục được trí dương Do hắn có quan hệ không tốt với xã hội đen nên bạn bè hắn đã từng hy sinh thân mình để cứu hắn trước đây nên hắn thấu hiểu được tình cảnh của cô. Hắn sau đó cho cô xem có cách nào để trị liệu cho Ninh Viễn hay không. Nhưng có vẻ trước mắt thì điều đó là không vì Ninh Viễn chỉ có ký ức về những lúc còn học tiểu học. Còn cái xác khô kia sau khi được Tô Cẩn xem qua thì cô biết cái xác này là được đưa từ nơi khác đến, căn nhà này khá ẩm ướt mà xác này lại bị chết cháy thì hơi lạ. Lý do cô biết được là do học y lâu rồi. Cô không biết được mọi thứ từ cái xác này nên nhờ Chí Dương cắt thử cái áo này ra và thấy trên cái xác này có bốn con số là 0843, có vẻ là mật mã gì đó. Chí Dương nhớ ra việc bản thân bị xã hội đen dí nên phải lấy thuyền trốn đi. Và bằng cách nào đó thì khi tỉnh lại anh ta đã ở đây, anh ta nghĩ là họ đều bị đám buôn người bỏ lại đây để bỏ trốn. Nhưng Ninh Viễn nhớ ra cậu và Tô Cần đều bị nhốt trong một căn phòng có cơ chế tường ép lại thì không thể nào đám buôn người bỏ trốn lại có thời gian để làm ra mớ này nghi ngờ đây là một trò chơi sinh tồn gì đó nên cả hai quyết định về lại trên hải đăng để tìm manh mối nhưng trí dương cho biết lối đi lên ngoài cái cầu thang đã gãy mà cả hai leo xuống thì cái cầu thang bên trong này cũng đã bị cho nổ mất đột nhiên tô cần phát hiện trong tay sát chết có một mẩu giấy trong đó là bản đồ của toàn bộ hòn đảo này có một vài ngọn hải đăng bị đánh dấu gạch không biết là có ý gì ninh viễn thấy bản đồ này quen quen nhưng không thể nhớ ra và đau đầu trí dương nghĩ là cậu giả thần giả quỷ nên định cho một trận thì tô cần đã cản lại cô sau đó đưa cậu đi nghỉ và cậu chỉ nhớ là từng thấy ai đó vẽ bản đồ này nhưng lại không nhớ rõ gì. Chí Dương sau đó đành để cả hai nghỉ ngơi và ra ngoài. Anh ta vẫn không tin cả hai và nghi ngờ cả hai là người của xã hội đen. Sáng hôm sau, Chí Dương vào đánh thức và cả hai và cho biết họ giờ sẽ lên đường đến cái nơi bị gạch kia vì có thể có manh mối gì đó. Tô cần lo ngại vì cả hai đều không ở trạng thái tốt nhất, nhưng anh ta không đề xuất ý kiến cho cả hai mà đang đưa ra mệnh lệnh anh ta cho biết từ giờ cả hai là thuộc hạ của anh ta và nếu anh ta phát hiện cả hai có mưu đồ gì sau lưng anh ta thì liệu hồn họ sau đó lên đường và giữa đường thì trí dương bảo họ dừng lại anh ta phát hiện có bẫy ngay trên đường mấy cái trông này có vết máu không biết là của người hay động vật tôi cần nghĩ là trên đảo này còn người nên có thể thêm người làm đồng đội nhưng trí dương thấy cô quá ngây thơ vì tại cái nơi khỉ ho có gáy thiếu thốn thức ăn này thì người ta sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để sinh tồn nên từ giờ phải nhớ là luôn ẩn mình nếu có thấy kẻ nào thì quan sát trước chứ không được để lộ diện trước và nhất quyết là không được tin bất cứ kẻ nào anh ta sau đó bắt cả hai đi kiếm đồ ăn về anh ta cho rằng bản thân là kẻ mạnh nên có quyền quyết định ở đây sau một ngày ninh viễn kiếm được dâu rừng còn tô cẩn thì hái được nấm một con thỏ gần đó thì tô cẩn đã để nó đi nhưng trí dương thì không anh ta ném một dao lấy mạng con thỏ rồi dẫn họ đến cái hang gần đó để trú tạm anh ta sau khi ăn xong nhìn tô cẩn một lúc thì liền bảo cô vào trong kia gom cỏ khô lại làm giường cho anh ta anh ta sau đó gọi Ninh Viễn đến để cho ăn phần còn lại của con thỏ và dặn cậu cấm vào trong kia dù bất cứ giá nào. Chí Dương sau đó đã bộc lộ thú tính và đòi hãm hiếp Tô Cẩn. Nghe tiếng hét của Tô Cẩn thì Ninh Viễn dù sợ lời cảnh cáo thì vẫn chạy vào trong và ngăn Chí Dương lại. Cậu ngay lập tức bị cho một đấm và Chí Dương đòi xử cậu thì cậu cho rằng lý do bản thân ngăn cản anh ta là vì anh ta là một người đảm bảo được vai trò gây sát thương trong đội còn Tô Cẩn là người hồi phục. Đúng vậy. Thanh niên đang nói mọi thứ như trong game khiến Chí Dương sôi máu mà cho thêm một đấm anh ta sau đó mất hứng mà bỏ đi rồi căn dặn cả hai ngày mai tiếp tục đi kiếm thức ăn về đây chiều hôm đó trí dương đã xác nhận được một việc là hai người kia không phải xã hội đen anh ta đang suy nghĩ sâu xa thì đột nhiên nghe tiếng cầu cứu mà chạy về nhưng về hang thì không phải tiếng của hai người kia nên anh ta đã chạy ra phía chiếc bẫy để xem thử và thấy một người đàn ông chạy đến Tô cần muốn cảnh báo thì bị ninh viễn che miệng lại người kia sau đó rơi xuống bẫy còn lý do ninh viễn cản cô lại là vì đi sau kia còn người nữa và kẻ có thể khiến người đàn ông kia bỏ chạy thì hẳn cũng là một kẻ không tầm thường và một tên thổ dân sau đó xuất hiện và kết liễu luôn người đàn ông bị rơi xuống bẫy kia rồi kéo đi tô cần cũng vì quá sốc mà ngất đi cả hai đành đưa tô cần về lại hang và ninh viễn nghi ngờ người vừa rồi có thể là một tộc người ăn thịt nhưng có thể nhận định là nơi này nguy hiểm hơn họ tưởng rất nhiều trí dương đã bảo ninh viễn cảnh giác vì có thể đây chỉ mới là khởi đầu sáng hôm sau ninh viễn đã leo lên cây hái dừa thì tô cần la lên vì có chuột dưới chân trí dương tưởng có chuyện mà chạy vào thì tức vì cô sát chết không sợ mà lại đi sợ chuột cô sau đó mắc đi vệ sinh nên đi ra một góc giải quyết và cấm cả hai đi theo nhìn cả hai đành chờ cô tô cần sau khi giải quyết xong thì nhận thấy có ai đó ở gần đột nhiên cô lại la lên lần nữa nên cả hai đã chạy đi tìm cả hai chạy đến thì phát hiện hai tên thổ dân đang tính lấy mạng tô cần trí dương muốn đợi một lúc để nghĩ cách nhưng khi sắp hết thời gian thì anh quyết định lấy dao ra ném vào tên cầm búa kia còn ninh viễn ra đẩy tên còn lại đi nhưng ngay lúc búa sắp giáng xuống thì đột nhiên một phát súng bắn đến và giết tên cầm búa tên còn lại vì sợ quá mà chạy đi Ninh Viễn đã chạy đến chỗ của Tô Cẩn còn cô thì đã rất hoảng sợ. Một cô gái bước ra với khẩu súng và gọi cả Chí Dương ra mặt, cô là Tracy. Một cảnh sát Mỹ và cô cũng có một nhóm ở gần đây và muốn cùng họ đi chung. Nhưng Chí Dương hỏi cô đã từng đến Trung Quốc hay chưa? Cô trả lời chưa khiến anh thấy cô tại sao lại biết tiếng Trung và anh lại còn cảm thấy cô rất quen, vụ tiếng Trung là tui bịa. Còn việc quen quen thì cô cho rằng người giống người không ít nên chắc là anh nhầm. Cô sau đó thấy lạ vì bản thân bắn súng rất giỏi và cô đã nhắm vào đầu tên này mà phát đạn lại bay trúng tim. Chưa có thời gian nghĩ ngợi thì đám thổ dân đã kéo đến buộc cả nhóm phải chạy đi. Tracy đã ở lại yểm trợ và bảo cả ba đến con suối gần đây chờ cô. Chí Dương muốn hai đứa em đi theo trước rồi tính, lúc ra đến suối. Cả ba đã chờ một lúc mà Tracy chưa đuổi theo. Chí Dương đã dặn cả hai là không được để lộ tấm bản đồ và mật mã cho ai hết. Vì ngoài đảm thổ dân thì không biết sẽ còn có bao nhiêu kẻ sẵn sàng lấy mạng họ vì mớ thông tin này. Thông tin này là thứ họ có được và tuyệt đối không được nhẹ dạ giao cho ai hết. Cả ba quyết sẽ cùng nhau hợp sức và thoát khỏi đây anh ta sẽ bảo vệ cả hai và cả hai cần tin tưởng anh ta. Tô Cần chọn theo Ninh Viễn còn Ninh Viễn chấp nhận theo Chí Dương. Ninh Viễn lại làm nhảm về mấy lý thuyết game khiến Chí Dương thấy cậu hết thuốc chữa thật rồi. Cả ba sau đó quyết định lập lời thề để đồng cam cộng khổ với nhau. Tracy sau đó đã quay lại gặp họ. Cô tạm thời đẩy lùi được đám thổ dân nhưng đạn dược cũng đã sắp hết nên cô đã đưa họ đi hội quân với những người còn lại. Cô dẫn họ về nơi trú ẩn và gặp những người khác ở đây. Họ biết Tracy vừa mới chạm mặt thổ dân. Một thanh niên cho rằng đạn dược hạn chế mà cô còn đi cứu người nữa trí dương khó chịu vì thanh niên này đang cho rằng ba người họ làm phí đạn dược nên định đấm một trận nhưng ông chú đây đã yêu cầu anh ta đừng có động tay động chân ở nơi này do ở đây sử dụng nguyên tắc giống như luật pháp nên tự do ngôn luận thì được chứ động tay động chân là phạm quy trí dương thấy họ nếu có luật thì Tracy sẽ là người chấp pháp ai vi phạm nặng thì sẽ bị tử hình anh ta không biết liệu Tracy có lạm quyền hay không thì cô cho rằng một cảnh sát như cô sẽ không lạm quyền còn trí dương cảm thấy không gia nhập được thì cứ đi cô không ép trí dương đành hạ mình để ở lại họ sau đó giới thiệu bản thân ông chú đây là Shigaki, chủ tịch của một tập đoàn, cậu trai này là Văn Tường, một vận động viên bóng rổ, thanh niên bên kia thì là Romeo, một diễn viên, Trí Dương và Romeo giờ thì ghét nhau ra mặt. Tracy sau đó cho biết cô mới phát hiện được một kiến trúc ở hướng Nam, nơi đó lớn nhưng khá vắng vẻ. Shigaki muốn điều tra chút nhưng hai thanh niên kia thì đều lo nơi đó là nơi ở của bọn thổ dân. Nhưng Tracy vẫn tán thành việc đi điều tra, nhưng ông chú muốn họ bỏ phiếu cho chắc. Chí Dương hỏi hai đứa em tính sao thì họ theo anh nhưng anh muốn bỏ phiếu trắng và bắt hai đứa em tự đưa ra chính kiến. Bỏ phiếu trắng thì dù kết quả ra sao cũng phải chịu. Tô Cần sau đó bỏ phiếu trắng còn Ninh Viễn thì chọn đi khám phá. Nhưng Chí Dương giờ mới bảo anh chưa bỏ phiếu. Anh nãy chỉ hỏi chứ chưa bỏ hoàn toàn nên giờ anh thích ở lại để xem thế bỏ phiếu cân bằng thì thủ lĩnh như ông Shigaki giải quyết ra sao. Ông ta thấy anh cũng thú vị nên chọn bỏ phiếu đợt 2. Lần này ông lấy ra một sấp ngân phiếu. Ông sẽ trả 10 triệu đô cho bất kỳ ai theo ông. Có thể tiền ở đây phế phẩm nhưng khi rời được khỏi đây thì tha hồ ăn chơi với từng đó tiền. Trí Dương cho rằng ông đang đút lót người ta nhưng ông cho rằng đút lót là hành vi cho vụ lợi cá nhân còn đây thì là vì lợi ích chung, nhưng Trí Dương lúc này có trò hay hơn. Anh sau đó muốn hai đứa em bỏ phiếu cho bản thân và cho họ một lựa chọn nữa, đó là nếu ai bỏ phiếu về phía anh ta thì người đó sẽ nhận được gấp 3 số tiền của ông Shigaki. Lý luận được anh đưa ra là nếu ông thật sự muốn đi thám hiểm thì ông sẽ phải trả số tiền gấp 3 để mua lại phiếu từ anh và hai đứa em. Đây là cách Trí Dương đánh vào tâm lý của ông, và Romeo là người theo anh để lấy lợi nên ông Shigaki giờ muốn đi là phải bỏ thêm tiền. Hôm sau, cả nhóm đã lên đường vừa đi, Trí Dương vừa quan sát Tracy và rồi bảo cô ra một góc nói chuyện riêng, cô muốn anh nói ngay tại đây thì anh liền đến nói thầm khiến cô phải ra một góc khác để bàn việc. Cô sau đó không rõ lý do gì mà lại tắt Trí Dương một phát và bảo mọi người đi tiếp. Họ sau đó cũng đã đến được kiến trúc mà Tracy từng tìm ra, nhìn giống kim tự tháp nên Ninh Viễn nghĩ đây là Ai Cập, nhưng ông Shigaki cho biết không chỉ ở Ai Cập mới có kim tự tháp, vì từ này là dùng để gọi chung cho một loại kiến trúc. Nhìn kiểu này thì ông nghi ngờ là họ có thể đang ở Nam Mỹ. Lúc tiến vào trong, Tô Cẩn không biết thật sự chuyện gì đã xảy ra với họ, liệu có thật sự là họ đang bị đưa vào một trò chơi hay không. Nhưng Ninh Viễn thì chẳng thích lo lắng nhiều, vì họ còn sống là được. Ninh Viễn cũng muốn Tô Cẩn sau đừng có nói văn vở quá vì cậu không hiểu, cậu cũng cho rằng giờ có tấm sách này rồi thì giờ có về học hành tử tế cũng chẳng cần thiết nữa. Cả hai cười đùa sau kia khiến Chí Dương không biết cả hai có gì mà vui vẻ như vậy. Một lúc sau đó, Tracy tìm được dấu vết ai đó đốt lửa ở đây, chắc chắn không phải thổ dân vì Ninh Viễn còn tìm được vài cục pin gần đó ông Shigaki quyết định chia người vào trong khám phá thử, ông am hiểu kiến trúc nên sẽ đi. Tracy đi theo làm bảo vệ, Tô Cẩn cũng được gọi vì khả năng y tế tốt. Và người cuối là thanh niên bóng rổ văn tường để dành cho mấy việc thể lực. Lúc nhóm kia vào trong thì Romeo đã xin được hợp tác với Chí Dương để sau còn được trục lợi. Nhưng anh sau đó nói thẳng là bản thân chỉ lợi dụng Romeo nhằm giành lấy lá phiếu của hắn. Anh rút dao để đòi tấm xét của hắn thì hắn lấy luật ra dọa. Nhưng anh có thể biện minh một cái chết nào đó cho hắn vì Ninh Viễn đằng kia đang bận giải quyết nỗi buồn hắn đành nộp ra và dám chắc trí dương sau này sẽ gặp báo ứng trong lúc đó tô cẩn cùng nhóm trong kia phát hiện thấy kha khá văn tự cổ ở đây tô cẩn thì mải suy nghĩ về việc gia tộc cô đã có truyền thống nuôi sâu độc để hộ thân và vào lúc trí dương sàm sỡ cô thì sâu độc trên dây cột tóc của cô đã chui vào người anh ta nhưng cô đã giải độc và trí dương sẽ có một lúc nào đó đột nhiên đau lên dữ dội đó là dấu hiệu cho việc độc đang được giải và cũng như là để dạy anh ta một bài học trí dương lúc này đang bắt đầu đào thải và đau bụng đột nhiên thổ dân mò đến khiến hai người kia chạy đi còn trí dương đau quá mà chạy không nổi ninh viễn quyết định quay lại còn trí dương nhận thấy đây có vẻ là báo ứng nên kiếp sau sẽ chọn làm người tốt đột nhiên ninh viễn đến và dìu trí dương đi romeo vào trong thì thấy chốt đóng cửa thì liền rút ra cửa dần đóng lại buộc ninh viễn phải đưa trí dương vào trong gấp cả hai kịp thời vào trước khi cửa đóng và những người trong kia đã quay ra lại trí dương trách romeo vì định bỏ cả hai lại nhưng hắn cho rằng bản thân là quá sợ ông shigaki không trách vì ai trong trường hợp vừa rồi thì cũng hoảng loạn cả thôi Cô cần sau đó phát hiện tay của Ninh Viễn bị một vết bầm tím, cô đã nhận ra đây là độc do ban nãy Ninh Viễn đã bị một mũi tên cắt qua. Cô đã dùng dao để ép máu độc ra nhưng máu không ra khiến cô biết được đây là một loại độc cực kỳ lợi hại, nếu nó lan đến tim thì hết cứu. Chí Dương muốn ra sức cứu Ninh Viễn vì cậu bị thương là do cứu anh mà ra, Chí Dương muốn ra đấm bỏ mẹ đám thổ dân để lấy thuốc giải. Nhưng Ninh Viễn muốn họ đừng có cuống lên mà cứ bình tĩnh tìm lối ra, bởi giờ có cuống cũng chỉ tổ tốn thêm thời gian. Ông Sigaki không ngờ ký ức của một đứa tiểu học của Ninh Viễn lúc này mà lại bình tĩnh đến đáng kinh ngạc như vậy. Có khi cậu là người có khả năng sinh tồn tốt nhất trong nhóm này. Romeo vẫn đòi bỏ phiếu nhưng khỏi cần bỏ vì ai cũng chọn đi tìm lối ra để cứu Ninh Viễn. Họ sau đó tìm được một lối đi xuống bên dưới. Nơi này ẩm ướt như thể thường xuyên bị ngập trong nước. Họ sau đó tìm được một căn phòng với nhiều cây cột cao thấp. Đột nhiên có người kêu cứu dưới nước, họ là những người đi trước và có một người đọc được văn tự của thổ dân nên có thể giúp giải mã được được không có nhiều thời gian do nước đang dâng lên nên trí dương đã mượn tô cẩn cuộn dây thừng và đưa cho văn tường ném xuống dưới nước cậu ta ném chúng và họ đã ngay lập tức kéo nhóm người kia lên khi lên được bờ anh trai cao to đây đã giới thiệu bản thân là andre và là một lính đánh thuê người nga anh trai người chung này thì là một nghệ sĩ hài độc thoại cô gái bên cạnh thì là một nội trợ còn người đang bất tỉnh này thì là một giáo sư và có thể đọc được văn tự ông sau đó tỉnh lại và cho biết lối ra đã ở ngay trước mắt họ và họ cần đến được nơi cao nhất thì lối ra sẽ xuất hiện cách để họ lên được những cây cột này là dựa vào mực nước xả vào ở mỗi đợt họ bắt buộc phải đoán được mực nước đến đâu nhằm chọn đúng cột để tiếp đất nếu chọn sai thì sẽ giống họ ban nãy vì áp lực nước cực lớn tại đây cuốn trôi nước đã bắt đầu chảy xuống và trí dương cho rằng thay vì chật vật thì cứ bơi đến chỗ cột đá cao nhất mà leo lên cho nhanh nước cuốn thì cứ bám chặt lấy nhưng ông cho trí dương biết rằng không phải ai trong số họ cũng đủ khỏe để leo hay là bám vào cột đá để chống bị nước cuốn họ không thể đánh liều cả tập thể vì một người nhưng ninh viễn đã thấy một lối đi lên dần ngay trước mặt tiến sĩ nhận ra bản thân đã bị nhiều cột đá khác làm mất phương hướng mà không nhận ra bốn cột trước mặt có thứ tự cao dần nên chỉ cần đợi khi nước lên ngang cột đầu tiên thì họ có thể bơi lên và chờ nước xả vào để lên dần và khi đến cột cuối thì ai leo lên được sẽ ném dây xuống để kéo những người còn lại lên nhưng nếu theo tính toán thì họ chỉ có 10 phút để leo hết lên cột đá cao nhất kia ở đây ngoài ba người khỏe nhất sẽ leo lên trước thì vẫn còn 8 người ước chừng mỗi người một phút thì có thể vẫn khả thi nhưng nếu sai sót thì người leo lên sau sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn romeo đòi bốc thăm thì Tô cần không chịu vì lỡ bốc xong người yếu đi sau thì lại ăn đờ bờ romeo nằng nặc đòi rút nên trí dương lao đến định xiên cho một nhát thì bị andre và Tracy cản lại ông shigaki phải đứng ra giảng hòa và chấp thuận bốc thăm sau khi bốc thì ông anh nghệ sĩ và cô nội trợ đi sau ông shigaki đã đổi lượt đi cuối với cô nội trợ để cô khỏi lo nước sau đó đã bắt đầu xả vào ai nấy bơi nhanh đến chỗ cây cột andre đã leo lên nhưng văn tự trên cột để lên trước và bắt đầu ném dây xuống văn tường và trí dương cũng trèo lên được và giúp andre kéo người lần lượt từng người được kéo lên ninh viễn lên xong thì cũng đến tô cần và rồi ông anh nghệ sĩ và lúc đang leo thì ai nấy biết là nước lại sắp đến ông shigaki vừa đến lượt thì nước đã được xả vào may là ông vẫn bám kịp và được kéo lên kịp thời nên chưa có mất mát gì như này là đủ hiểu tính toán đôi khi vẫn sẽ có sai số không thể lường trước được tiến sĩ sau đó cho họ biết nơi này hẳn là nam mỹ và văn tự mà ông tìm được là của thổ dân nam mỹ đã sống từ thời trước công nguyên và là thiên địch của người ma gia cổ tộc người này được xem là có sinh mệnh bất tử và cực kỳ mạnh mẽ và cách để người ma gia thắng họ là đột nhiên vào một ngày họ bỗng dưng biến mất còn đám thổ dân ngoài kia thì không phải là tộc người mà ông nói đến ninh viễn có cảm giác là đã từng nghe chuyện này ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ được họ sau đó tiếp tục hành trình và rồi đến được cột tiếp theo một cách an toàn nhưng giờ đột nhiên họ thấy có một cánh cửa ở gần cái cột của họ hai bên cột ngang nhau và giờ một là đi tiếp lên cột cao hơn hai là đánh liều qua bên kia thử nhưng sau cùng tất cả chọn đi tiếp lên cột cao hơn xem sao vì nơi này chắc chắn sẽ có một mốc gì đó để kích hoạt rút nước nên nếu họ lên trên kia mà chờ một lúc không thấy có gì xảy ra thì bơi về lại cái cái cổng kia thì vẫn kịp. Họ sau đó đã cho Andre trèo lên cột cao trước, anh ta thấy ở đây cũng có cửa nên bảo hai người kia leo lên lẹ. Chí Dương leo giữa chừng thì đá vỡ mà rơi xuống kéo theo cả văn tường. Andre giờ buộc phải làm nhanh hơn, vừa kéo được cô nội trợ lên thì cô đã tay máy xem thử cái cửa và rồi đúng lúc Tracy lên thì cô nội trợ đã bị cửa đẩy sang phía bên kia. Họ phát hiện cái cửa trước đó cũng đã mở ra nốt. Tiến sĩ sau đó lên xem thử thì rất tiếc phải thông báo là cô nội trợ đã hết cứu vì điều kiện là phải hy sinh một người để mở lối ra đồng nghĩa là cái cửa ban nãy thực sự là lối thoát dù cửa đó đã bị nước nhấn chìm nhưng giờ nước sẽ không được xả vào nữa mà sẽ được rút đi nên bây giờ họ cần tìm cách về lại cửa đó trước khi nước rút và tạo thành xoáy nước cuốn họ đi mất họ sau đó chật vật bơi về và giữa đường thì ông anh nghệ sĩ đã kiệt sức mà chìm xuống nhưng hình ảnh về người sư phụ năm xưa đã động viên giúp anh tiếp tục gắng gượng mà ngoi lên lại để về bờ cùng mọi người họ sau đó đã cùng nhau đi qua một hành lang và ninh viễn giờ đã bắt đầu sốt và nói sảng buộc andre phải cõng cậu giúp tô cần họ sau đó đến một nơi có vẻ giống tế đàn. Trên đó có một chiếc bàn và dòng chữ gần đó được tiến sĩ cho biết là thần cần có vật hiến tế để để được đi tiếp, họ nghĩ là chỉ cần cho ai đó nằm lên bàn kia là được. Tracy đã nằm thử và cửa sau đó cũng mở ra, nhưng không dễ gì mà qua được, vì Tracy chỉ cần ngồi dậy thì cửa ngay lập tức đóng. Có nghĩa là cần một người ở lại làm vật tế, nhưng liệu họ có thể đặt vật gì đó lên thay có được hay không, ai cũng muốn thử nên đã chia nhau đi tìm. Nhưng họ lục tung cả khu lên thì vẫn chẳng có cái gì để đặt lên thay chắc hẳn do quá lâu nên đá đã bị phong hóa gần hết, cứ thế này thì xác định là sẽ phải có một người ở lại. Romeo phán ngay việc là để Ninh Viễn ở lại, vì giờ mang theo một kẻ sắp chết cũng chẳng được gì, tôi cần hiển nhiên là không chịu nhưng giờ muốn hay không cũng phải chịu, vì họ phải đặt lợi ích đám đông lên hàng đầu. Ông Sigaki tin là Ninh Viễn cũng sẽ chấp nhận hy sinh cái mạng sắp chết này để cho mọi người được sống, họ sau đó đã bỏ phiếu và 6 người chọn để Ninh Viễn lại còn 4 người không. Quyết định đã được đưa ra và họ đã hỏi Chí Dương có chấp nhận kết quả bỏ phiếu hay không. Anh tuyên bố thẳng là nếu họ muốn bỏ người em kết nghĩa của anh ta ở lại thì bước qua xác anh ta trước. Romeo muốn Andre bỏ Ninh Viễn lại nhưng anh ta là một quân nhân và không chấp nhận việc bỏ rơi chiến hữu. Chí Dương đã chán thằng cha bánh bèo này lắm rồi. Nhưng anh ta không dùng dao mà đấm gục Romeo rồi hỏi có ai phản đối việc để tên này lại đây hay không. Không ai lên tiếng nên cả hội đành đi tiếp. Lúc đang chạy đi, ai nấy đều thấy Chí Dương quả là một người liều lĩnh nhưng cũng rất quyết đoán. Anh đã nắm bắt tình hình rất tốt khi nhận thấy chỉ cần không giết người thì sẽ không ai làm gì được anh ta. Và anh ta cũng nắm bắt được việc có vài người vốn đã không thích Romeo nên cứ thế dứt khoát ra tay mà không cần chờ ai ý kiến. Họ sau đó đã thấy lối ra và thực sự ra được bên ngoài, nhưng nhìn quanh thì chẳng thấy tí thảo dược nào. Có thể độc mà đám thổ dân dùng là độc rắn nên họ cần xem có hang rắn nào quanh đây hay không. Tôi Cần sẽ để Ninh Viễn ở đây một lúc còn Chí Dương thì đã nhờ Andre phụ anh vác mấy tảng đá vào để thế chỗ cho tên bánh bèo kia ra. Ông Shigaki sau đó đã chia công việc cho mọi người và ông để ý lúc Tracy và Andre đi qua nhau thì cả hai đã có lườm nhau gì đó trong lúc đó thanh niên bánh bèo vừa tỉnh lại và rời khỏi bàn đá thì cửa lại đóng lại hắn cầu cứu trong vô vọng và rồi bị một sinh vật khổng lồ gì đó tìm đến ninh viễn lúc này đã tỉnh còn hai người kia đang mang đá vào thì nghe tiếng hét của tên bánh bèo thì biết có chuyện đã xảy ra nên thôi hết cứu đúng lúc này thì anh nghệ sĩ hải quay lại do bị rắn đuổi theo thanh niên bóng rổ thì đã bị rắn lùa cho rơi xuống vách núi anh nghệ sĩ đột nhiên vấp té buộc Tracy si phải lao ra bắn con rắn vài phát trí dương cũng đến đâm vào người nó khiến nó đau mà hất anh rơi xuống thác nước con rắn sau đó bỏ đi còn cả nhóm thì quyết định đi tìm thanh niên bóng rổ và trí dương trí dương lúc này đã vớt được thanh niên bóng rổ lên cả hai bị đỉa bám vào người nên trí dương đã lấy bật lửa ra dí cho chúng buông ra cả hai sau đó đi tìm những người kia thì thấy quả bóng khí nên chọc ra xem thử rồi cười mà bất tỉnh cả hai sau đó được nhóm kia tìm được hội ngộ với nhau thì anh nghệ sĩ thấy sau lưng thanh niên bóng rổ có vết máu nhưng tô cẩn cho biết đấy là bị đỉa cắn nên chờ một lúc là bình phục một lúc sau thì cả hai đều đã tỉnh trí dương bất ngờ khi thấy ninh viễn đã bình phục đang định đi điều tra gì đó thì đột nhiên họ bị đám thổ dân bao vây nhưng tù trưởng đã bảo quân lính không được manh động tiến sĩ hiểu được ý ông ta nên ông ta đã tiến đến hỏi sao ông biết ngôn ngữ của họ ngôn ngữ này chỉ có độc nhãn lão đầu mới hiểu được ông tiến sĩ có quen một vị giáo sư chột mắt người đó đã chỉ ông về ngôn ngữ này và liệu có đó phải lão đầu mà tù trưởng nhắc đến có điều vị giáo sư đấy đã mất vào 10 năm trước họ sau đó bị áp giải về làng của thổ dân trên đường đi trí dương có nhắc thầm cho ninh viễn biết rằng đường họ đi có trên lộ trình trong bản đồ nên nếu tìm được cơ hội thì phải trốn đi ngay. Họ sau đó được đưa đến làng thổ dân và ta biết lý do tù trưởng đưa họ về đây là để chữa bệnh. Tiến sĩ đành đưa tô cần đi theo, nhưng đi một lúc thì tù trưởng không chấp nhận để nữ nhân khám bệnh. Tiến sĩ nhớ ra là người tộc này rất trọng nam khinh nữ, ông cố cầu xin nhưng ông ta nhất quyết không chịu. Nhưng một lão cụ tay đã đi ra và bảo ông cho họ cơ hội, vì nếu không chữa được thì họ sẽ mất mạng. Tô cần được đưa vào trong và đến gặp tù trưởng thật sự, còn người họ đi cùng chỉ là tù trưởng tạm thời. Sau khi khám thì tô cần biết ông này chỉ bị mấy bệnh cơ bản nhưng cần đến một loại thuốc để chữa. Họ không mang theo thuốc nhưng tôi cần biết loại cây chế thuốc đó có trên đảo này. Họ chỉ được cho ba người đi hái, còn những người khác sẽ là con tin. Nếu họ không đưa được thuốc về thì tất cả sẽ chết. Tôi cần là người chắc chắn sẽ đi, vì để bảo vệ cô thì Tracy cũng được cho đi và người còn lại thì Andre đã ứng cử vì anh đã quen với môi trường rừng rậm nên dễ mò đường. Andre đã xin mượn con dao của Chí Dương và anh đành phải cho mượn tạm, do bây giờ ở lại làng thì cũng không cần dao lắm. Trong lúc mọi người bị giam, tiến sĩ biết được tiểu sử của nơi này trước đây làng có dịch bệnh và những người không thể cứu đều bị dâng lên cho con rắn khổng lồ cai quản nơi này cho đến một ngày thì người da trắng tìm đến và tàn phá đời sống của họ nhưng độc nhãn lão đầu thì lại là người khác biệt người đó đã chữa bệnh giúp họ và cải thiện đời sống của họ rất nhiều họ cũng đã phần nào học được ngôn ngữ của độc nhãn lão đầu thế nhưng đến một ngày thì người đó lại biến mất sau khi đi vào núi lửa đến đây thì tiến sĩ dường như nhận ra một sự thật còn với bên của tô cần cả ba vẫn đang tìm cây thuốc và Andre dường như có mối thù gì đó với Tracy nên lý do anh xin đi theo lần này là để có cơ hội ra tay với cô. Tô Cẩn cũng đã tìm được cây thuốc nên bảo họ qua đây hái. Tiến sĩ lúc này nghi ngờ thầy của ông tức vị giáo sư kia có vẻ vẫn chưa chết, do trước đây, giáo sư từng đề cập đến việc ông sẽ tiếp tục lại dự án về tộc người cổ xưa, dù trước đó đã từng ngừng lại sau khi thiếu kinh phí. Ông cho biết tổ chức tư nhân nọ đã đầu tư cho ông dự án này và ông không được phép tiết lộ tên và sẽ phải hiến xác nếu ông có ra đi. Và hẳn là ngày diễn ra tang lễ thì người của tổ chức đó đã đến lấy xác ông đi. Ngoài ra, hai năm trước khi giáo sư chết giáo sư đã từng khiến tiến sĩ bất ngờ khi không hề quan tâm đến việc con chó quý của ông ra đi vì ông sau đó đã tiêm cho con chó một loại thuốc khiến nó sống lại ông cho biết đó là thuốc khiến sinh vật chết lâm sàng nên không loại trừ khả năng giáo sư đã tự tiêm vào bản thân để chết lâm sàng và rồi âm thầm tiếp tục dự án nghiên cứu về sự trường thọ kiến thức về sự trường thọ được ông tìm thấy ở hòn đảo này và có vẻ giờ ông đang tích cực nghiên cứu để hoàn thiện dự án đó ninh viễn muốn họ bớt lo nghĩ lại vì giờ mục tiêu của họ là phải sống sót rời khỏi đây trong lúc đó nhóm tô cẩn đã hái xong và đột nhiên chơi si lại chĩa súng vào Andre. Anh nghĩ bản thân đã lộ nhưng cô lại nhắm vào con khỉ phía sau anh. Họ chạm mặt nhiều con khỉ mắt đỏ đang vây quanh. Trời sắp sáng và thổ dân đã vào để lôi họ ra xử tử. Ai nấy bị kéo ra dù trời vẫn chưa sáng hẳn. Anh nghệ sĩ sợ quá nên bị đưa đi đầu tiên vì người tộc này ghét những kẻ hèn nhát. Mặt trời vừa ló dạng lên thì anh ta đã sắp bị đưa lên cọc nhưng may là ba người kia đã kịp quay về. Anh nghệ sĩ sau đó tỉnh lại và thấy may vì vẫn còn sống. Tô Cần đã làm thuốc chữa cho những người bị bệnh và được họ cảm tạ. Cô sau đó được ông cụt đưa ra ngoài, cô đã hỏi ông về lối rời khỏi đây thì ông chỉ cô đi về phía núi lửa. Còn về lũ khỉ thì chúng được Tô Cần cho biết là đều giống như mấy cái xác biết đi. Chúng đều được đám người da trắng trước đây thả ra, núi lửa trước đây cất giữ một ma vật và bị xem là cấm địa. Nhưng người da trắng đã đến phá và khiến lũ khỉ như xác sống kia thoát ra. Tay ông mất cũng là do chúng mà ra, cô sau đó về kể cho mọi người nghe. Tiến sĩ không tin việc đám khỉ đó là xác sống vì quá phản khoa học. Nhưng Ninh Viễn nghi ngờ có thể thầy của tiến sĩ đã lên đây nghiên cứu về cái phương pháp trường sinh kia, và không chừng lũ khỉ đó lại là vật thí nghiệm của ông ta. Ai cũng muốn tìm hiểu sự thật nên sẽ cùng hướng đến ngọn núi lửa. Trong lúc đó, một thanh niên tóc đỏ đã đến tìm một người là La Tiên Sinh. Kẻ này chính là kẻ đã đưa mọi người lên hòn đảo này, thanh niên này rất tự tin đặt cược cho việc cả đoàn sẽ đến được núi lửa mà không một ai thiệt mạng vì có Ninh Viễn trong đoàn đó. Người này biết rõ năng lực của Ninh Viễn nên rất tự tin. Đặt cược xong thì thanh niên tóc đỏ cũng gặp cả ông giáo sư kia. Ông thật sự vẫn chưa chết và cũng muốn đặt cược Ông ta sau đó mới cho La Tiên Sinh biết về việc Ninh Viễn đã bị chấn thương về ký ức khiến thanh niên này hơi lo cho Ninh Viễn. Trong lúc đó, cả hội đang ngồi câu cá với thổ dân, Trí Dương thấy điếu thuốc của ông cụt thì xin hút miếng. Ông ta cảnh báo là thuốc rất mạnh nhưng anh ta vẫn tự mãn để rồi làm một hơi thì Trí Dương đã ngáo mẹ luôn. Nhìn Si tắm lên thì hội con trai đỏ hết cả mặt nhưng tù trưởng vẫn cho rằng con gái hiện đại này không đẹp bằng gái trong làng ông. Ninh Viễn mà cần thì ông giới thiệu cho vài cô. Họ sau đó về ăn tiệc cùng người dân trong làng. Ai nấy làm một bát rượu lấy lễ và họ dự định mai lên đường nên cần người dẫn đi. Ông Cụt sẽ đích thân đưa họ đi nên cứ thoải mái hôm nay. Andre thấy thủ dân thi bắn cung, nhưng ông tù trưởng đưa ra là một cái nỏ hàng xịn được độc nhãn lão đầu năm xưa để lại. Ông và Andre quyết định làm kèo, nếu thắng thì ông cho Andre cái nỏ, còn thua thì ông lại chỉ vào đầu. Nghĩ là ông đòi cái đầu của anh nên ông Cụt đã phải dịch lại giúp là tù trưởng muốn cái mũ của Andre mà thôi. Cả hai sau đó ra ngoài, tù trưởng đã bắn trước một phát và trúng vào mục tiêu ở xa. Andre đã cho ông cái mũ dù có thắng hay thua. Anh sau đó ngắm bắn vào một phá xẻ đôi mũi tên của tù trưởng. Anh đã giành chiến thắng và cả hai đều có được thứ mình muốn. Còn bộ tóc dài của Andre thì anh vẫn còn một cái nữa để đội. Tối đến, Trí Dương giờ mới tỉnh cơn ngáo và đi ra ngoài thì thấy hai con khỉ đang tấn công một người thổ dân nên đã la lên. Ninh Viễn đã chạy đến và hai con khỉ ngay sau đó đã bị hai mũi tên bắn hạ. Nhưng đen đủi là người bị thương lại là người chiến binh tinh nhuệ của làng. Ông cụt muốn hỏa táng trước khi người này cũng trở thành xác sống, nhưng tù trưởng không chịu vì tục lệ của làng quy định là chỉ có chôn cất thì người chết mới yên nghỉ cả hai cãi cọ một hồi thì tù trưởng đã ra quyết định thỏa đáng theo lời tiến sĩ thì tù trưởng dự định sẽ chia nhỏ cơ thể người này ra rồi chôn cất để không thể hóa điên được lúc tù trưởng sắp thực hiện công việc dơ bẩn của mình thì người này đã hóa điên và cắn vào tay ông ông biết bản thân cũng sắp chết nhưng khi những người khác chạy đến thì ông lại cho rằng bản thân bị té vào đá nhọn cả làng sau đó đã đi lùng sục còn tù trưởng được đưa về băng bó tôi cần thấy vết này hình như là do bị dao cứa chứ không phải đá nhọn ông tù trưởng cố làng tránh còn ông cụt thì đã nghi ngờ những người khác đã chuẩn bị đồ để sáng mai lên đường sớm còn ninh viễn đã hỏi ông cụt về lúc ông bị lũ khỉ tấn công năm xưa lúc đó giáo sư trở về từ núi lửa thì lũ khí cũng từ đó mà ra vài người bị cào thì dần mất đi lý trí và cơ thể thì dần thối giữa có người lâu có người nhanh và rồi sau cùng ai cũng trở thành như xác sống ông vẫn hối tiếc vì năm xưa không thể cứu được con trai của mình con trai ông vốn dĩ đã có thể trở thành tù trưởng nhưng vì bị nhiễm nên đành phải bị loại bỏ ông cũng mất một tay từ đó lúc ai nấy đã đi ngủ trí dương cứ ngồi suy nghĩ anh đã hỏi ninh viễn là nếu sau anh có lỡ bị nhiễm thì cậu có sẵn sàng ra tay với anh hay không nhưng cậu không muốn ai phải chết cả cả hai sau đó đi ngủ và sáng hôm sau thì cả đoàn đã lên đường ông cụt xin lỗi vì không thể dẫn họ đến núi lửa nhưng ông có việc muốn nhờ đó là hôm nay ông sẽ tổ chức lễ phong tù trưởng chính thức ông muốn họ bỏ chút thời gian ở lại tham dự họ đều e rè thì ông ta cho rằng họ mà không ở lại thì chứng tỏ là đang tỏ ra thiếu tôn trọng họ đành ở lại xem tù trưởng trước đã cắt ra một bát máu cho ông tù trưởng tạm thời này uống ông cụt giờ mới cho biết là ông ta phát hiện được một điều rằng nếu người bị nhiễm ăn nội tạng của người đã chuyển hóa thì quá trình nhiễm bệnh sẽ bị đẩy nhanh ông giờ đây mới hô lên việc chính tù trưởng dưới kia là người năm xưa đã đầu độc con trai ông thành xác sống nên giờ đây ông sẽ trả thù ông đã lấy nội tạng của tên bị khỉ cắn tối qua trà vào cái bát kia khiến tù trưởng giờ đây đã thực sự biến thành xác sống ông ta ra lệnh xử hết người trên núi khiến ai nấy sợ hãi mà chạy đi nhóm nhân vật chính cũng không còn thời gian mà do dự nên chạy đi gấp còn tên tù trưởng giờ đây đã chuyển hóa thì quay ra ăn lão tù trưởng đời trước cả đoàn hôm đó lo cắm đầu chạy nên thành ra là lạc nhau hết tiến sĩ nghĩ là nên đi đến hướng núi lửa thì mong sao đoàn tụ được đột nhiên có tiếng động phía sau và may mắn thay khi đó là ninh viễn đột nhiên cả ba sau đó thấy tô cần bị ai đó đuổi theo cả ba nấp tạm một góc và thấy hai tên thổ dân dù đuổi theo tô cần thì vẫn không ra tay với cô vì cô là ân nhân của họ nên họ chỉ cho cô hướng núi lửa cho cô chạy đi vì họ bây giờ không dám tin tên quái vật đó là tù trưởng của họ nữa dù tô cần được tha nhưng tiến sĩ vẫn chưa muốn ra vội vì có thể hai người kia chỉ tha cho ân nhân là tô cần chứ họ thì không tối đó họ đến nghỉ chân ở gần bãi biển vì nơi này khá an toàn ninh viễn nghe anh nghệ sĩ đọc vài câu thơ thì ngủ thiếp đi và mơ đến một người đang cầu cứu cậu cả cậu và người đó đều bị ném xuống biển và bị cá mập tấn công nhưng cậu thì may mắn thoát được còn người kia thì không cậu thức giấc và gọi cái tên ninh bạn khiến hai người kia không biết cậu đang nói đến ai đột nhiên họ nhận ra thủy triều đang lên và gần đó có cá sấu nhưng cá sấu chưa phát giác ra họ nên hạn chế tiếng ồn lại và đợi chiều rút rồi chạy nhưng chờ đến sáng thì khả năng cá sấu phát hiện ra họ cũng cao hơn thế là anh nghệ sĩ đã tham sống sợ chết mà liều mình chạy đi lũ cá sấu bị đánh động mà đuổi theo nhưng anh ta đã ngụp xuống nước rồi thành công trốn ra được anh ta cứ thế chạy đi vào rừng nhưng nhớ lại ân nghĩa mấy lần trước thì anh ta quyết định kiếm một đoạn dây thừng để quay lại cứu người anh ta thành công tìm được và gặp lại trí dương trí dương biết hai đứa em ở đâu thì định đi cứu ninh viễn trước nhưng lũ khỉ xuất hiện nên anh chọn ở lại để anh nghệ sĩ đi cứu ninh viễn anh nghệ sĩ đã quay lại thì thấy hai người kia đang trèo lên cây để trốn Ninh Viễn đã bảo anh ta cột một đầu dây vào đá rồi ném qua còn đầu kia thì cột vào cây bên kia. Anh ta ném dây sang và Ninh Viễn nhanh chóng bắt được rồi cho tiến sĩ qua trước. Nhưng dây sau một lượt đã bị giãn ra khiến giờ Ninh Viễn mà đi thì sẽ bị cá lao lên táp, thế là cậu quyết định đi trên dây như diễn viên xiếc và qua được. Nhưng sắp tới nơi thì Chí Dương đã đến đánh cá sấu giúp cậu. Anh thú nhận việc bản thân đã bị khỉ cào, tiến sĩ vì muốn an toàn nên đã yêu cầu Chí Dương tách đoàn đi lẻ nhưng Ninh Viễn cho rằng ông cụt từng nói người bị cao sẽ thường có thời gian ủ bệnh đến vài tháng nên nếu họ nhanh thì có thể kịp tìm thuốc giải cứu Chí Dương. Nhưng đề phòng thì Chí Dương nên đi sau đoàn để đề phòng. Trong lúc đó, Andre và Tracy đã gặp lại nhau. Thấy Tracy đói thì anh đã đưa đồ ăn cho cô. Còn Tô Cẩn thì đã thấy được núi lửa và bị ai đó tấn công. Nghe tiếng hét thì tất cả đã chạy đến chỗ cô. Té ra là thanh niên bóng rổ và ông Siga khi đói nên cô bị giật mình. Biết Andre giữ đồ ăn nên cả nhóm định quay lại đằng kia để lấy thì bị khỉ tìm đến còn nhóm ninh viễn thì đi vòng vòng không biết đường do bị cây tre mất lối họ tìm được một khoảng đất trống để xác định đường qua mặt trời vậy nhưng đen thay khi chỗ này là đầm lầy tiến sĩ chỉ họ nằm lên và bơi qua bên kia nhưng giữa đường thì anh nghệ sĩ thấy nhện mà sợ nên vùng vẫy mà chìm dần anh ta tóm lấy chân ninh viễn cậu đã có ý định dẫm lên để bỏ anh ta lại nhưng nhớ đến giấc mơ thì cậu đã bẻ một ống cây gần đó cho anh ta ngậm vào rồi cậu sẽ kiếm cách sau tiến sĩ đã lên bờ trước và cậu đã yêu cầu ông kiếm dây leo quăng xuống Cậu sau đó thấy Chí Dương cũng mắc vào bùn lầy nên bảo anh đứng yên. Cậu bơi lên bờ và rồi cùng ông tiến sĩ ném dây cho Chí Dương rồi kéo anh qua. Giữa đường thì tiện thể kéo cả anh nghệ sĩ lên luôn, còn nhóm Tô Cẩn thì thoát được đám khỉ. Nhưng đường về chỗ đồ ăn đã bị khỉ chặn mất. Giờ đến núi lửa thì sẽ rất đói nên họ đành chia ra kiếm đồ ăn quanh đây. Trong lúc đó, nhóm Ninh Viễn thì phải nghỉ một lúc rồi mới đi tiếp được. Tiến sĩ thấy mắt Trí Dương đã đỏ hơn thì muốn anh đi lẻ thật, nhưng Ninh Viễn đã quyết định vẫn để Chí Dương đi chung, còn không thì cậu tách ra cùng Chí Dương vì cả hai đã nhận nhau làm huynh đệ, thề sống chết có nhau. Trí Dương cũng từng hỏi Ninh Viễn có sẵn sàng giết anh nếu bắt buộc không? Vì vốn dĩ anh lúc bước ra giang hồ thì đã không sợ chết rồi, nên Ninh Viễn sẽ giúp anh tìm thuốc giải, còn không thì cậu sẽ tự tay giết anh lúc anh sắp biến thành xác sống. thấy cả hai đã bàn xong thì tiến sĩ đã xin lỗi vì hơi bi quan quá mức. nhóm bên tô cẩn lúc này thắc mắc sao từng người qua được đầm lầy, với tô cẩn thì cô được hai anh thổ dân cảnh báo trước khi bước vào đầm lầy. Andre và Tracy thì đều đã được huấn luyện qua cách đối phó với đầm lầy còn ông Shigaki và thanh niên bóng rổ thì dùng cây để đan thành ván trước. Thanh niên bóng rổ thấy Andre có vẻ như quan tâm đến Tracy vì từ lúc tách ra cả hai luôn thấy Andre đi theo sau cô. Cô đã kể lại việc bản thân trước đây từng tóm gọn một nhóm tội phạm Mai Thúy. Trên đường chúng bỏ chạy thì cô đã bắn chúng một người và khi vớt xác lên thì kẻ bị bắn được xác nhận là một lính đánh thuê người Nga có họ giống với Andre. Nhưng nhà Andre có bốn anh em nên cô không dám chắc Andre có phải là người còn lại đã tẩu thoát hay không. Ông Shigaki không dám chắc Andre sẽ nhắm đến cô hay không nên cảnh báo cô hạn chế đi lẻ với Andre. Còn nhóm ninh viễn lúc này đã tìm được túi đồ ăn bị bỏ lại và biết những người kia đã đi trước nên họ sẽ cố đến núi lửa để hội quân. Nhóm đi trước lúc này đang nóng chảy mỡ ra vì càng gần núi lửa càng nóng. Đột nhiên cả nhóm phát hiện ông Shigaki đã biến mất nên chia ra tìm. Thanh niên bóng rổ đang đi gần Andre thì đột nhiên kêu cứu rồi biến mất nên Tracy nghi ngờ Andre đã làm gì đó. Nhưng ngay lập tức thì Tô Cẩn cũng kêu cứu cả hai chạy đến thì phát hiện cô đã rơi xuống cát lún nên đành níu lại thì cũng bị rơi xuống nốt cả nhóm gặp lại nhau ở một cái hang ngầm và tìm được cả thanh niên bóng rổ lẫn ông shigaki ở đây còn nhóm ninh viễn thì may mắn tìm được chỗ tắm nước nóng để giải tỏa mệt mỏi sau một ngày đi đường đột nhiên tiến sĩ bảo lạnh và lên bờ sau một lúc thì lại nóng đột ngột nên họ biết ông đã bị sốt rét chiếc áo của ông shigaki trôi đến đây nên họ biết những người khác vẫn bình an phía trước nên cố đi tìm tô cần để chữa cho tiến sĩ Cả nhóm sau đó tìm được một cái hang và tiến sĩ thì không đi nổi nữa nên Trí Dương bảo anh sẽ ở ngoài này với ông, do Trí Dương thấy mắt cũng hơi mờ rồi. Vào trong thì chỉ làm chậm chân ninh viễn, thế là cậu cùng anh nghệ sĩ đã để lại ít đồ ăn và đi vào trong, ở trong kia. Ai nấy đều đã đói nên Andre muốn đi kiếm gì đó và bảo Tracy đi cùng. Nhưng thanh niên bóng rổ lo về lời cảnh báo của ông Shigaki trước đó nên muốn đổi ca cho Andre ở lại đây. Nhưng Tracy tự tin bản thân lo liệu được và để bóng rổ ở lại với Tô Cần, cả hai đi tìm thì vô tình phát hiện một đường hầm nhân tạo. Lúc vào trong khám phá, cả hai đã chia ra và rồi Tracy tìm được một cầu dao điện nên đã gạt lên. Tình cờ thì anh nghệ sĩ và Ninh Viễn đã đi vào đây và thấy điện bật lên. Tracy đi sâu vào thì phát hiện nơi đây có một căn hầm và rất nhiều thiết bị chuyên trở ở dưới này. Cô đã xuống xem thử thì đột nhiên trạng thái khẩn cấp được kích hoạt và cửa thì đóng lại. Có kẻ đã thả cả thùng container vào đầu cô và những người khác đã lần theo tiếng động mà chạy đến. Tracy thoát được và không biết vị trí kẻ nhắm đến cô ở đâu nên đã cởi áo ngoài ra và ném đi để dụ địch nổ súng trước. Ngay khi có được vị trí thì cô đã khéo léo bám theo mà không để kẻ đó có cơ hội bắn trả. Kẻ đó đã chạy về phía cửa, đúng lúc Andre và nhóm Ninh Viễn chạy đến. Tracy đã bắn vào kẻ chạy đi thì đúng lúc Andre đứng trước cửa, anh ta nghĩ Tracy đã xác định lấy mạng anh nên cũng vác nỏ xuống hòng sống chết một phen. Ninh Viễn biết bản thân phải ngăn cả hai lại nhưng anh nghệ sĩ nhắc cho cậu nhớ hai người kia là dân chuyên và còn có vũ khí. Cả hai đã xác định được vị trí và sắp ra tay giết nhau thì Ninh Viễn đã đứng ra cản lại. Andre cho rằng anh ta mới là cảnh sát còn Tracy là tội phạm bị truy nã cấp quốc gia, nhưng Tracy thì lại cho rằng Andre đang đợi cơ hội để trả thù cô. Cả hai đều không tin người kia nên Ninh Viễn đã cố cho rằng đây là hiểu lầm vì lúc cô đang đấu với tên trong này thì cậu và anh nghệ sĩ vẫn đang bám theo Andre. Nhưng cô không tin bản thân nhìn nhầm vì kẻ cô đấu có cầm nỏ và cao y đúc Andre. Ninh Viễn mặc kệ hiểu nhầm của cả hai và đưa túi thức ăn ra đe dọa, nếu cả hai không dừng thì cậu sẽ vứt đống đồ ăn này đi. Giờ gần núi lửa chẳng còn đồ ăn nữa nên nếu cậu vứt đống này thì họ dù có giải quyết được ân oán với nhau thì cũng chết vì đói. Thanh niên bóng rổ ở với Tô Cẩn thì bắt đầu bị tụt huyết áp nên sẵn được một quả táo cho ông Shigaki thì Tô Cẩn đã đưa cho cậu ta. Cậu ta chỉ ăn một nửa vì vẫn muốn để cho ông Shigaki, đột nhiên nhóm Ninh Viễn trở về với đồ ăn. Khi bên này đã ổn thì cậu đã nhờ Tô Cẩn theo cậu đi cứu hai người ngoài kia. Tuy nghe việc trí Dương bị khỉ cào thì Tô Cẩn vẫn muốn đi cứu người anh tuy xấu tính nhưng đã bảo vệ họ lúc trước. Andre quyết định đi chung với cả hai, ra đến cửa hàng. Cả ba sốc khi không thấy hai người bệnh ở đâu dù áo khoác và đồ ăn thì vẫn ở đây, tìm quanh không thấy thì Ninh Viễn phát hiện con dao của Chí Dương bị cắm ở đây. Andre cao lắm cũng phải nhảy lên thì mới rút được nên chắc hẳn không phải do Chí Dương đang bị bệnh cắm lại. Cậu quyết định cùng cả hai về họp lại vì có thể Chí Dương và tiến sĩ đã bị đưa vào khu nghiên cứu trong kia. Tracy lúc này nghi ngờ súng cô có vẻ đã bị ai đó chỉnh sửa vì từ khi nào giờ cô bắn toàn lệch. Nhóm Ninh Viễn trở về và cho họ biết chuyện đã xảy ra. Ông Shigaki cũng đã tỉnh và họ cứ thế quyết định tiến sâu vào trong, lúc xem cái hầm rộng lớn kia. Ông Shigaki biết đống này chỉ có chính phủ nhúng tay vào chứ tư nhân không thể nào được như này. Mấy cái xe này thì bộ phận quân đội nào cũng dùng được nên có thể đống này là của hải quân. Và đồng nghĩa là nơi này sẽ phải có bến tàu, cơ hội họ tìm được thiết bị liên lạc và phương tiện thoát khỏi đảo ở bến tàu cũng rất cao nên giờ mục tiêu đã có. Họ sẽ tìm lại hai người bị mất tích rồi kiếm lấy phương thuốc và đến bến tàu để rời đảo. Họ sau đó phát hiện một cái xác khô của một nhân viên nghiên cứu. Gần đó là cửa cần có thể để qua được, cái xác này may mắn có thể giúp họ vượt qua. Trong này là bộ máy nghiên cứu và có thể họ sẽ tìm được phương thuốc ở đây. Với một thiên tài công nghệ như ông Shigaki cũng không bẻ khóa được. Ông tìm được một cái giống như là máy chủ, nhưng dù tiếp cận được thì họ cũng không có mật khẩu. Ông tuy có thể viết được công cụ mở khóa nhưng mật khẩu quá dài nên ít nhất là một tuần thì ông mới bẻ được. Nhưng Ninh Viễn đã nhắc ông nhớ là còn cả cái máy tinh siêu cấp đằng kia. Thế là ông cho biết nhờ ý của Ninh Viễn mà ông sẽ không tốn đến một tuần. Thế là trong lúc chờ ông thì cả nhóm lại đi khám phá. Họ chia ra hai nhóm, một bên của Tô Cẩn và một bên của Ninh Viễn. Ông Shigaki thì sẽ giám sát họ qua camera và chỉ đường. Nhóm Tô Cẩn đi vào được một căn phòng có bảo mật và khi bật điện lên thì mới biết lũ khỉ thực sự được tạo ra từ đây. Tô Cẩn đã tìm được tủ thuốc nên họ có thể tìm được cách chữa cho Trí Dương. Còn nhóm Ninh Viễn thì đã đi vào được một khu để khử độc và bên trong đó có một phòng thay đồ. Nơi này có đồ bảo hộ và còn có thẻ tên của lính Mỹ. Quả nhiên khu nghiên cứu này không hề đơn giản. Thanh niên bóng rổ thấy họ đáng lẽ nên giúp cả thổ dân cùng thoát khỏi nơi này nhưng thân họ lo còn chưa xong mà còn đưa người khác theo thì chỉ tổ cản tay cản chân nghe mấy lời này thì cậu ta đột nhiên căng thẳng khi định thần lại thì cậu ta đành kể cho hai người nghe rằng cậu ta trước đây đã từng có một trận đấu quan trọng kỳ vọng được đặt vào cậu ta rất nhiều nhưng đến giây phút cuối thì cậu ta quá căng thẳng mà làm hỏng việc chỉ trích bị dồn lên đầu khiến cậu ta gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng là cứ mỗi lúc vào tình thế quan trọng thì cậu ta lại căng thẳng đến tê cứng cơ thể ông shigaki sau đó bảo họ đi tiếp vì gần đó có một nhà ăn họ vào trong xem thử thì có nhiều xác khô hơn ở đây có vẻ họ đều đang ăn thì bị đột tử mà chết hết có một căn phòng gần đó nên họ cũng vào xem và nơi này có vẻ là phòng cho những thành phần VIP hơn. Họ sau đó cũng phát hiện có kẻ đang ngồi gần đó nên Andre đã đến xem và phát hiện một tên với khuôn mặt xấu đau xấu đớn. Bên Tô Cần lúc này nhận thấy thuốc đa phần đã bị lấy đi và số còn lại thì bị đập nát. Nhưng họ vẫn quyết tâm đi tìm ở nơi khác. Còn nhóm Ninh Viễn thì thấy tên xấu đau xấu đớn kia là một xác chết. Nhưng Andre thấy lạ vì cái xác này không hề giống một cái xác thông thường. Cái xác này có thể nhận diện cấp cao và một cuốn sổ ghi chép nhưng đã bị xé mất gần hết. Đột nhiên Andre thấy ai đó vượt qua nên chạy đi thì Ninh Viễn yêu cầu anh ta để cuốn sổ lại. Còn nhóm Tô Cẩn đang vừa đi vừa nói thì một quả lựu đạn bay đến, Tracy kịp cứu cả hai và vẫn nghi ngờ là Andre ra tay. Cả ba nấp tạm dưới cầu thang và anh béo quyết định sẽ chạy ra mở cửa cho cả hai đi trốn. Anh ta lao ra thì bị một mũi tên bay qua và sượt vào tai, nhưng tên kia lộ vị trí thì liền bị Tracy nổ súng, Tô Cẩn đã chạy đến và qua được cửa. Tên kia lại ném bom và Tracy đã nhanh nhẹn nhảy vào cửa rồi gọi anh béo đi qua nhưng anh béo chưa kịp qua thì nhận ra vết thương đã bị nhiễm độc khiến anh ta không thể di chuyển cứ thế anh béo bỏ mạng và cũng đã làm được gì đó vinh quang cho đời cả hai cô gái chạy đi thì bắt gặp một cánh cửa đã bị khóa cả hai cố tìm cửa nào còn mở được vì tên kia đang đuổi đến cả hai trốn vào được một căn phòng có vẻ như là phòng tắm nhưng tên ngoài kia đã kích hoạt để xả khí gây mê vào trong này cả hai cố đẩy cửa ra thì cửa chẳng hề xê dịch để rồi bị bất tỉnh trong này Ninh Viễn và thanh niên bóng rổ không thấy Andre đâu nên về tìm ông Shigaki vì biết nhóm Tô cần chắc chắn là đã gặp chuyện. Ông Shigaki cho rằng Andre đã ném bom hạ sát anh nghệ sĩ và bắt cả hai cô gái đi. Và Andre mà ông nói có vẻ biết rõ mọi vị trí của camera nên đã lách hết đường khiến ông không thể tìm ra. Nhưng còn vụ mật khẩu thì Ninh Viễn tìm được trang giấy duy nhất còn sót lại trong cuốn sổ của cái xác kia. Lời nhắn để lại trùng số chữ với mật khẩu nên họ thành công mở khóa được, nhưng vấn đề lại đến khi họ cần vân tay của người cầm quyền để kích hoạt. Nói cách khác là họ cần cái xác kia. Ngoài ra, họ chỉ có 10 phút để đưa cái xác về nếu không nơi này sẽ tự hủy. Thanh niên bóng rổ là người duy nhất làm được. Ninh Viễn muốn cậu ta chặt tay cái xác đưa về đây vì cậu ta là người chạy nhanh nhất. Nhưng cậu ta quá lương thiện nên sợ hãi việc đó. Cả hai đã phải thông não và thành công thuyết phục cậu ta chạy đi. Nhưng khi cậu ta đến được phòng ăn và lấy dao vào thì cái xác lại được đặt ở tư thế nhìn thẳng vào cậu ta mà cười khiến cậu ta không thể nào dám mà chặt cái tay ra được. Cứ thế cậu ta ngồi đấy suốt hơn một phút buộc Ninh Viễn phải cất tiếng động viên cậu ta qua loa thông báo. Sau một hồi thì cậu ta đã quyết định vác cả cái xác về, vì cậu ta biết được việc mỗi người trong đoàn đều giỏi một thứ gì đó, nên cậu ta không thể cứ tỏ ra vô dụng mãi được, đây là giây phút để cậu ta thể hiện bản thân. Giữa đường thì cậu ta vô tình chạm mặt Andre, nhưng anh ta chẳng làm gì vì còn chẳng hiểu cậu ta đang làm cái gì. Cậu ta về phòng chỉ huy kịp lúc khi chỉ còn 20 giây, nhưng cậu ta bị vấp té buộc Ninh Viễn phải chạy đến, nhưng cậu ta đã đứng dậy và lấy tay cái xác và nhảy đến để đặt tay vào bàn điều khiển, giây phút cuối cùng cũng là lúc phim hết mấy ông đừng hỏi tôi phần hai đâu vì tôi cũng méo biết nên có điều gì muốn nói thì tôi chỉ muốn nói một câu là đờ mờ tác giả đờ mờ studio làm phim làm thì làm cho hết miệng đi tạm biệt